Lợi dụng sơ hở của các tài xế dừng xe ô tô ngủ ven đường, một nhóm đạo chích đã dùng đồ nghề chuyên dụng để mở cửa xe, sau đó trộm tài sản. Trong đó có một cặp vợ chồng buôn bán trái cây bị cụm gần 200 triệu đồng tiền hàng, khiến họ chỉ biết kêu trời. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Đắc, sinh năm 1968, cùng trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, công an thành phố Gia Nghĩa cũng đã tổ chức trao trả tài sản cho cặp vợ chồng là nạn nhân bị mất cắp. Theo thông tin ban đầu, tối 18 tháng 5, Đắc rủ Thắng mang đèn pin, bao tay, cần xích chữ L, rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên Tây Nguyên để tìm kiếm các xe ô tô dừng đậu ven đường để trộm cắp tài sản. Rạng sáng 19 tháng 5, cả hai đến tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, phát hiện chiếc xe ô tô tải đang đậu bên đường nên đã lẻn vào ô tô lấy trộm túi xách bên trong có 170 triệu đồng và đưa cho Thắng 70 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Đến ngày 20 tháng 5 thì bắt giữ Thắng và Đắc, thu giữ 170 triệu đồng, một xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều công cụ trộm cắp khác. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận trước đó đã trộm 2 chiếc điện thoại tại huyện Bù Đăng, Bình Phước từ một chiếc ô tô bán tải dừng đậu bên quốc lộ 14. Thắng và Đắc có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Lãnh đạo công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, trên địa bàn cũng đã xảy ra các vụ mất tài sản trong ô tô để ở ven đường vào ban đêm. Các đối tượng thường sử dụng xe máy đi dọc các tuyến đường có nhiều xe ô tô dừng đậu đổ vào ban đêm. Khi phát hiện chủ xe ngủ hoặc là không có chủ xe, các đối tượng cậy cửa ô tô để trộm cắp tài sản. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo quý bà con cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để trong ô tô.